Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng vừa cử đoàn công tác ra bán đảo Sơn Trà thăm động viên cán bộ chiến sĩ tàu ĐNa 91218 TS làm nhiệm vụ vươn khơi bám biển cùng ngư dân trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã biểu dương tinh thần nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, gian khổ của cán bộ chiến sĩ tàu ĐNa 91218 TS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sau gần 1 tháng hải trình trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra trên biển, cùng ngư dân vươn khơi đánh bắt hải sản, bám biển, bám ngư trường, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Quá trình làm nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ tàu ĐNa 91218 TS tuần tra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, sóng to gió lớn, bên cạnh đó gặp không ít khó khăn trong sinh hoạt trên biển. Nhưng các anh luôn động viên nhau, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, giữ gìn an ninh trên biển để cho nhân dân vui xuân đón Tết yên vui, đầm ấm.